Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chỉ trong tháng 6, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 25 báo cáo an toàn bắt buộc, Mandatory Occurrence Report (MOR), trong đó xảy ra 10 sự cố mức D, tăng 4 sự cố so với cùng kỳ năm 2023 trong đó 9 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, một sự cố do nhân viên mặt đất. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 101 báo cáo an toàn bắt buộc, trong đó xảy ra 42 sự cố mức D, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 3 sự cố mức D, 7,7%. Trong đó 26 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 2 sự cố do chim va đập tàu bay, 13 sự cố do con người, 1 sự cố do tổ lái và yếu tố thời tiết, 7 sự cố do tổ lái, 3 sự cố do nhân viên kỹ thuật, 2 sự cố do nhân viên mặt đất, 1 sự cố do tàu bay bay vào khu vực nhiễu động gây ra bởi tàu bay khác. Theo quy định, phân loại tai nạn, sự cố, vụ việc an toàn khai thác cảng hàng không sân bay gồm 5 mức: tai nạn mức A, sự cố nghiêm trọng, mức B, sự cố uy hiếp an toàn cao, mức C, sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn, mức D, vụ việc, mức E. Theo ghi nhận của nhà chức trách hàng không, từ ngày 15 tháng 4 đến 14 tháng 5 đã xảy ra 29 sự cố vụ việc thuộc lĩnh vực khai thác cảng hàng không, trong đó có 25 vụ việc uy hiếp an toàn mức E. Các vụ việc không uy hiếp trực tiếp đến an toàn hàng không nhưng có ảnh hưởng đến quá trình cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Bốn sự cố mức D, sự cố phương tiện va chạm với phương tiện, trang thiết bị hoặc với người, sự cố làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, sự cố gây thương tích cho người trong quá trình khai thác cung cấp dịch vụ hàng không. Trước đó, sáng ngày 19 tháng 5, chuyến bay VN1207 của Vietnam Airlines sau khi cất cánh từ sân bay nội bài đi Cần Thơ, khi bay qua Nam Định thì gặp sự cố phi hành đoàn phát hiện vết nứt kính buồng lái trước ghế cơ phó. Liên đó, phi hành đoàn xin quay lại hạ cánh ở sân bay nội bài. Tương tự tối 19 tháng 5, chuyến bay VN-1269 từ Vinh hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng gặp tình trạng dạn nứt kính buồng lái phía trước ghế ngồi của cơ trưởng và có vết máu dính trên kính. Ban đầu đánh giá do chim và chạm máy bay. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng ra quyết định số 01-2024-QD BGTB yêu cầu cảng vụ Hải Phòng thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển tên Morning Vinaco số IMO 9146780 quốc tịch Việt Nam, chủ tàu là công ty cổ phần vận tải biển Vinaco. Mục đích bắt giữ là giải quyết khiếu nại hàng hải liên quan đến tổn thất hàng hóa trên tàu. Thời hạn bắt giữ tàu là 30 ngày. Quyết định có hiệu lực thi hành ngay theo pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển. Cụ thể nguyên nhân dẫn đến sự việc là cuối tháng 12 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh thuê hãng tàu Vinapco vận chuyển 15 container chứa 45 xe ô tô, 29 xe điện, 16 xe xăng từ cảng Chùa Vẽ Hải Phòng đi cảng Biên Nghé, thành phố Hồ Chí Minh. Các container được chất lên bong tàu Morning Vinapco khởi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023 thì cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Theo Vinapco Ship, đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2023, tàu rời cảng Tiên Sa tiếp tục hành trình khi đến vùng biển Quảng Nam thì gặp phải thời tiết xấu, gió đông bắc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng cao khoảng 6m làm con tàu lắc ngang, khiến 37 thùng container rơi xuống biển mất tích. Có 14 trên 15 container đã mất tích, 1 trên 15 bị nghiêng khiến 3 xe ô tô bên bị va đập, hư hỏng gây thiệt hại tại thời điểm đó hơn 30 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh vẫn chưa nhận được bồi thường từ sự cố nêu trên ngày 11 tháng 6 năm 2024, Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 614 CVHHTPHCM ATANHH gửi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh thông báo nội dung từ ngày 6 tháng 6 năm 2024, Cục Hàng hải Việt Nam đã giao Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan khác xác minh sự cố rơi container trên biển, sự cố hàng hải Căn cứ vào kết quả xác minh, tổ chức điều tra vụ sự cố hàng hải nếu có đủ căn cứ khẳng định đã xảy ra sự cố tàu Morning Vinapco rơi container trên biển. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh đã cung cấp cho các bên liên quan thông tin như số hiệu các container bị thất lạc, xác nhận khối lượng toàn bộ VGM của từng container bị thất lạc. Các bằng chứng về thời điểm 15 container nói trên được tập kết đến cảng chùa Vẽ Hải Phòng và sẵn sàng xếp lên tàu chi tiết thông số hàng hóa được sắp xếp vận chuyển trong từng container, lượng nhiên liệu, dầu nhớt và các chất gây ô nhiễm kèm theo nếu có trên các xe ô tô. Hình ảnh sắp xếp, phương pháp trang buộc, giấy chứng nhận trang buộc, tài liệu chứng minh các container bị thất lạc đã được xếp lên tàu Morning Vinaco, Pin up landing, cargo manifest. Theo đơn khởi kiện, thiệt hại do vụ tổn thất 42 xe mất tích, 3 xe hư hỏng của công ty Phương Anh là gần 39 tỷ đồng gồm 37 tỷ đồng thiệt hại hàng hóa và 1,5 tỷ đồng lãi chậm trả 6 tháng liên quan đến hàng hóa. Vụ bắt giữ tàu liên quan đến nội dung khởi kiện, đòi bồi thường giữa chủ hàng với chủ tàu. Hai bên là đối tác làm ăn lâu năm trong lĩnh vực logistics. Mới đây, tại trạm thu phí Vân Đồn trên đường cao tốc Hạ Long Mong Cái Quảng Ninh, tổ công tác của đội 2, phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, cục cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng và kiểm tra một chiếc xe Land Cruiser VX mang biển kiểm soát 80B 9189 do có nhiều dấu hiệu bất minh. Trên xe có 5 người, gồm một nam giới và bốn phụ nữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Đình Hát, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội. Tiếp tục quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện một số vi phạm nghiêm trọng. Xe sử dụng biển kiểm soát 80B 9189 không khớp với đăng ký xe do Công an thành phố Hà Nội cấp. Trên xe có trang thiết bị lật biển số, có thể thay đổi biển kiểm soát thành 29A-45565. Kiểm tra trên hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe của Cục Cảnh sát Giao thông xác định biển kiểm soát 80B-9189 được cấp cho phương tiện thuộc quản lý của Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Định Hát đã thừa nhận thực chất xe ô tô Land Cruiser VX đang điều khiển mang biển kiểm soát 29A-45565 và đã tự ý lắp đặt thiết bị lật biển số xe vào phương tiện của mình, với một mặt là biển số đúng của phương tiện, còn một mặt là biển 80B9189. Nguyễn Đình Hát cũng đã xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm của xe mang biển kiểm soát 29A 45565 do mình làm chủ phương tiện. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đang xác minh dấu hiệu trục lợi của NDH khi lái xe biển xanh giả đã qua các trạm thu phí, chiếm đoạt số tiền phí đường bộ của xe 80B 9189. Được biết, NDH đang công tác tại một cơ quan trung ương. Hiện vụ việc được đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vân Đồn Quảng Ninh xử lý theo quy định. Trước đó, cục cảnh sát giao thông nhận được văn bản đề nghị của cục hành chính quản trị 2, văn phòng chính phủ về việc kiểm tra làm rõ xe ô tô biển xanh của đơn vị mang biển số 80B 9189 không hoạt động nhưng đã bị trừ tiền tài khoản thu phí đường bộ không dừng. Nhận thấy có nghi vấn trong trường hợp dùng biển xanh giả, Lực lượng chức năng đã vào cuộc và tới 10 giờ ngày 30 tháng 6 đã phát hiện trường hợp trên.